Hello anh em, nếu mà một cái sản phẩm xe điện ba bánh quá là quen thuộc với mọi người rồi thì ngay bây giờ Đức sẽ có sản phẩm xe ba bánh chạy xăng cao cấp nhất năm 2024 và 2025 dành cho mọi người nhá. Thứ nhất này, về phần thiết kế đầu xe anh em thấy không? Xe nhà bên Đức Mario mix màu đẹp không? Màu đỏ này, xong đến màu bạc này. Đấy. Và đến mạ e-lock. Đấy. Chiếc xe này sẽ có logo dáng pính. Và chiếc này thì đang được nhà mình gọi là X9 Pro cho dòng xe máy nhá. Xe máy ba bánh chạy xăng. Chiếc xe này thì cực kỳ là quen thuộc dành cho mọi người rồi đúng không? Đấy. Xe có thể ngả ghế ra nằm ngủ được ở trên xe luôn. Đấy. Anh em thì thấy không? Đấy. Và xe nhà mình thì được bọc da màu lâu nhá anh em nhá. Đấy. Nó sẽ không phải là cái chất liệu cao su rẻ tiền nữa. Anh em thì thấy không? Da bọc rất là dày và may rất là đều. Đấy. Về ghế trên và ghế dưới rất là đẹp, đúng không ạ? Và về phía phần thân xe đi. Thân xe của chúng ta này sẽ có hai cái cần. Cần ở phía trên này sẽ có số 1, 2, 3, 4 để cho chúng ta gạt vào những cái số tiến. Đấy, 1 này, 2 này. Đấy. Còn cần này của chúng ta là gạt lùi nhá. Gạt về phía đằng sau là lùi, gạt về phía đằng trước chúng ta sẽ là đi tiến. Đấy. Chắc chắn rồi, một sản phẩm xe ba bánh đến từ xe Minh Đức cung cấp ấy thì sẽ phải đầy đủ chức năng, ví dụ như là cầu vi sai ở phía đằng sau để chống lật dành cho mọi người nhá. Đấy. Máy của chiếc xe này được sử dụng máy lên đến 125cc. Đấy. Anh em thể thấy không, về phía phần đằng sau xe này, xe nhà Minh Đức cực kỳ là hầm hố. Gồm hai cái đèn xi nhan ở hai bên. Đấy. Thanh cản để tránh người đằng sau va chạm vào xe của chúng ta cũng được sơn mix theo một cái tông màu, đó là màu bạc. Đấy. Và ở phía phần đằng sau của chúng ta sẽ có một cái bộ bánh lốp sơ cua treo như thế này, nhìn nó sẽ hầm hố và đẹp hơn so với cái bản mà cất trong cái hộp nhựa, đúng không ạ? Thì cái hộp nhựa đấy nhà mình cũng có nhá, và nhà mình cũng sẽ tặng cho mọi người. Nhưng mà mình lên video ấy, mình muốn làm sao để một cái sản phẩm thể hiện được cái độ đẹp nhất và độ hầm hố nhất dành cho mọi người ấy, thì mình đã bỏ cái ốp lốp đấy ra rồi. Đấy. Và cái phần tựa lưng ở phía phần đằng sau của chúng ta đã được sơn màu bạc. Bình xăng của chúng ta trên chiếc xe này được thiết kế hai bộ bình xăng, một trái và một phải. Đấy. Hai bình xăng này của chúng ta được sơn màu đỏ ở trong cái khung bạc này. Đấy, anh em thấy không? Cực kỳ là sắc nét và đẹp, đúng không ạ? Đấy, bánh của chiếc xe này thì ba bánh của chúng ta đều được sử dụng bánh là 375-12, nghĩa là bánh này còn sử dụng là bánh 12 inch. Và anh em có thể nhìn thấy ở phía bên trong này không? Đó chính là hệ thống phanh đĩa. Phanh đĩa này thì tích hợp cả ba bánh nhá. Cả ba bánh, cho ba bánh ba phanh đĩa, vì nó là một sản phẩm cao cấp ấy. Thế nên là chúng ta không thể thiếu được. Anh em nhìn này, khi mà mình cao đến 1m85, mình có thể ngồi được hai người lớn ở phía đằng sau nhá. Đây. Đấy. Ngồi ở hai người lớn ở phía phần đằng sau. Đấy. Chú Khoa ơi, ra ngồi thử. Bên mình sẽ gọi một chú người lớn nữa vào để ngồi ở bên cạnh và trải nghiệm cái chiếc xe này với mình, xem là nó có phù hợp không nhá. Đấy. Ghế ngồi cũng được sơn màu bạc khá là đẹp. Đó. Anh em thấy không? Chiếc xe này nếu mà đi đường dài để chở lên đến 3 người thì nó cũng cực kỳ là thoải mái thôi. Vì mình là một người lớn to. Đấy, rồi. Về phần ghế ngồi đằng trước này của chúng ta thì sẽ có thể ngồi được một người lái, có thể lật được tay cầm ra vào như thế này. Đấy. Đấy, được chưa? Ghế ngồi đằng trước của chúng ta thể di chuyển được nhá. Đấy. Đấy. Máy của chiếc xe này chạy cực kỳ là êm và khỏe luôn. Đấy. Đèn còi xi nhan trên chiếc xe này chắc chắn là phải đầy đủ rồi. Chiếc xe này chỉ tiêu tốn đâu đó tầm 2 lít 5 cho 100 cây thôi ạ. Đấy. Anh em thì nhìn thấy không? Trời. Đúng không? Chiếc xe này gồm có màn hình đo mã lực sức kéo này, và bên này có km này. Đấy, đây có lúm chỉnh đồng hồ nữa nhá. Đấy, anh em thể thấy không? Trời, lúm chỉnh đồng hồ. Đây có logo của người kém may mắn trong vấn đề di chuyển ở tất cả trên chiếc xe này. Kể cả vấn đề ở phía đằng đầu xe này cũng vậy. Đấy, anh em thể thấy. Thôi, bây giờ mình sẽ chạy thử. Đây. Đấy. Chạy khá là êm anh em ạ. Hầu như chiếc xe này sẽ được sử dụng bằng tay. Đấy.
Rồi, anh em có thể thấy không? Khi mà chúng ta đấy, chạy hầu như chiếc xe này sẽ sử dụng hết hoàn toàn bằng tay nhá mọi người nhá. Đấy, rồi, rất là thoải mái trên những cái sản phẩm xe điện ba bánh xăng mà X9 Pro cao cấp này, đúng không ạ? Và chiếc xe này còn được trang bị là đèn LED để chạy ban đêm này. Đấy. Đây. Đấy, đèn LED. Rồi, đèn xi nhan ở hai bên này. Đấy. Xi nhan rất đầy đủ ở hai bên nhá. Và chiếc xe này ở phía đằng trước của chúng ta này sẽ có một cái bộ bánh cúng 375-12 và bộ phanh đĩa ở thích hợp ở phía đằng trước. Đấy. Rồi, giá thành của em nó như thế nào thì mọi người có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 038-679-198. Sau khi hết video này, chúng ta sẽ có những sản phẩm màu đẹp hơn, bắt mắt hơn nhá. Anh em muốn biết màu sắc như thế nào có thể liên hệ với Đức Mado qua số điện thoại 038-679-198. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau của Đức Mario.